Giá heo hơi hôm nay ngày 9 tháng 1, miền Bắc tăng cao nhất 2.000 đồng trên 1 kg. Theo ghi nhận, thị trường heo hơi tại miền Bắc tăng 1.000 đến 2.000 đồng trên 1 kg. Trong đó, tỉnh Vĩnh Phúc điều chỉnh tăng 2.000 đồng lên mức 52.000 đồng trên 1 kg, ngang với Hưng Yên, Hà Nội và Tuyên Quang. Các tỉnh là Lào Cai, Nam Định, Thái Nguyên, Phú Thọ, Thái Bình, Hà Nam và Ninh Bình cùng mở mức giao dịch là 51.000 đồng, tăng 1.000 đồng trên 1 kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc trong khoảng từ 51 đến 52.000 đồng. Lô tổ yến sào Việt Nam do công ty Hải Yến Nha Trang sản xuất vừa được xuất chính ngạch bằng đường hàng không lần đầu tiên đã tới thị trường Trung Quốc. Đây là lô tổ yến Việt Nam đầu tiên được vận chuyển chính ngạch bằng đường hàng không sang Trung Quốc kể từ khi các doanh nghiệp Việt Nam được cấp mã xuất khẩu sản phẩm liên quan đến yến sào trong tháng 10 năm 2023. Đại diện doanh nghiệp Hải Yến Nha Trang cho biết, ngày 30 tháng 12 năm 2023, công ty Hải Yến Nha Trang đã tiến hành các thủ tục xuất khẩu vận chuyển lô hàng tổ yến sào chất lượng cao đầu tiên sang Trung Quốc bằng đường hàng không. Lộ trình từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh đến sân bay quốc tế Bảo An, Thâm Quyến. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký ban hành quyết định số 1740/QĐ-TTg phê duyệt đề án phát triển công nghiệp giết mổ, chế biến và thị trường sản phẩm chăn nuôi đến năm 2030. Mục tiêu chung của đề án nhằm nâng cao năng lực giết mổ, chế biến đa dạng hóa sản phẩm chăn nuôi, bảo đảm an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh, chất lượng và giá trị gia tăng của sản phẩm chăn nuôi, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường sản phẩm chăn nuôi trong nước và xuất khẩu. Dịp Tết, hải sản khô là mặt hàng được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Do đó, thời điểm này, các cơ sở chế biến và kinh doanh hải sản khô trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang tập trung sản xuất để chuẩn bị hàng bán Tết. Tuy nhiên, năm nay thị trường Tết trầm lắng hơn do tác động từ suy giảm kinh tế. Khảo sát tại các chợ đầu mối trên địa bàn tỉnh, theo nhiều tiểu thương kinh doanh mặt hàng hải sản khô phục vụ Tết thì đến năm nay họ đã nhập về số lượng rất nhiều và phong phú các mặt hàng, trong đó có nhiều nhất là mực khô, mực nguồn nắng, cá rù khô, cá đuối, tôm khô, cá chỉ vàng, cá ngắc khô, cá hố khô, cá thu khô, cá dứa khô. Giá bán năm nay không tăng so với ngày thường, tuy nhiên sức tiêu thụ lại đang rất ế ẩm, khiến nhiều tiểu thương buồn rầu, lo lắng.